Ê, hấp dẫn á. Dạ không? Hấp dẫn á. Mấy người Mỹ mà thấy nó thèm chết luôn. Nhưng mà như quán cà phê mà gọi là có cà phê phim này ở bonsa giờ hơi bị hiếm anh. Hiếm lắm ha, ít lắm. Pha sẵn bỏ vô cho lẹ. Có mấy cái à. Trên Moray Park hay em ra nó có cái gì như nó dẹp rồi. Mình thích cái này. Này chậm chạp. Không quay nhanh gì, uống cà phê Mỹ không cách nào ngon được cà phê này được. Cà phê là phải uống từng giọt. Đúng rồi, từng giọt. Cà phê Mỹ nó cho mấy thằng Mỹ nó uống chạy liền. Hôm nay mình cà phê nó phải từng giọt nó mới ngon. Giống như qua bên Âu Châu á, có ly chút xíu à. Uống cái là mình đi ngủ. Nhâm nhi, gọi là nhâm nhi ha. Ok. Chú cháu mới cùng ly. Cũng ghê. Cùng ly lên TV nha. 100% à. 100%. Ngon quá. Ngon. Uống này thức trắng em luôn. Coi ngủ. Ngon lên, rất là ngon. Được không? Anh dường như lần đầu tiên tới quán cà phê Trung Nguyên ở Bonsa hả? Lần đầu tiên tới này, là nó mới mở mà. Mới mở cách đây được vài ngày thôi. Đúng rồi, đầu tiên mới tới. Sao mà anh biết tới quán này vậy? Ôi, nghe tin Linh tới là tôi theo rồi. Linh cũng tới đó tôi theo rồi. Dạ. Anh uống cà phê Trung Nguyên thôi, rồi trước hết là anh tả cái cảm giác của anh hôm nay tới quán này coi sao. Ngồi gì vô không biết vô được không, tại vì đông quá. Đông quá hả? Đông quá, đông đi. Thấy không? Mình nói có sách mà có chứng. Thứ nhất là mình cắt like mình thẳng vô. Vô tiệm lãnh vũ lúc biết nó ngồi chỗ rồi. Mà trước cái tiệm ông tôi cũng nhìn chứ sợ Vinh Phát hay đâu. Để mới vô được. Thấy Vinh xe Vinh Phát có biết là ngồi đây. Thấy không? Tôi thấy không thấy Vinh Phát là lên đi rồi. Đó. Thì thấy quán đông không? Quá đông đi. Thấy nhiều người còn đứng hồi nãy mình thấy còn chờ nữa. Đứng vàng vô cho được. Đây có phải là hiện tượng lạ của ngành cà phê bonsa không? Bonsa lần đầu tiên mới gì mà. Bonsa chắc xưa giờ mới thấy là uống cà phê xếp hàng lần đầu phải không? Chưa có bao giờ thấy, lần đầu tiên mới thấy. Chỉ có may ra là ăn phở hay là ăn phở gà hay là seafood thì nó còn xếp hàng nhá. Đúng rồi. Còn cái cà phê mình lần đầu tiên mới thấy. Lần đầu tiên á. Anh có nghĩ là lần đầu tiên là cái kiểu xếp hàng này nó sẽ còn dài dài trong tương lai không? Không, mình thấy nhiều người quay quốc kêu. À. Thấy không? Mỹ kêu. Ừ. Đó, trong phần Việt Nam không? Có thấy không? Tôi có quay quốc kêu hết. Dòng chính. Anh là, tôi nghĩ là Trung Nguyên sẽ thành công quốc kêu. Cà phê của anh sao? Quay là... Uống này tỉnh táo còn đi chụp hình nữa. Chụp hình. Anh có uống cà phê Trung Nguyên bao giờ trước đây không? Ở Việt Nam? Uống Việt Nam nhiều lần. Nhiều hả? Còn qua đây là đầu tiên. Đầu tiên hả? Anh uống cà phê Trung Nguyên ở Việt Nam ở trong quán hay là thủ đô? Ở Ba Mây Thừa. À. Còn thủ đô nữa. Hà Nội. Cảm nhận chung là cái không khí khi uống cà phê Việt Nam với lại không khí uống cà phê ở ngay giữa Bonsa mà Trung Nguyên như thế này thì anh thấy có gì giống nhau khác nhau không? Ở Việt Nam thì mình nhiều bạn bè hẹn nha. Đang quay nửa chừng với Nick Úc thì có báo động vô. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Anh đang nói về cái việc mà gọi là khác nhau, giống nhau của cà phê Trung Nguyên. Việt Nam ở đây thì ở Việt Nam mình có nhiều bạn bè người Việt. Cái vui khác ở đây nhiều. Bên đây uống bên Việt Nam thật là thẩm thấy thì hơn. Ở đây uống xong rồi mình phải nhường ghế với người khách khác đi vô ngồi. Đó, những cái tiệm cà phê Trung Nguyên Việt Nam. Ở Việt Nam nhiều khi ngồi coi như nửa buổi cũng được nữa. Đúng hả? Rồi, cà phê bên kia rộng rãi, thao nói chuyện la hét. Thấy không? Ở đây mình sợ cái bàn, cái bàn ồn ào á. Mỗi nơi khác nhau. Anh nghĩ là tại sao mà cà phê bonsa đâu ít đâu, nhưng mà tại sao Trung Nguyên gọi là khai trương đông như vậy anh? À, cái tên Trung Nguyên nó nổi tiếng từ Việt Nam rồi, người ta ai cũng muốn tới cũng thử cho biết trước. Còn thử cho biết xong rồi có quay trở lại hay không là chuyện khác phải không? Đúng rồi,
tôi nghĩ là hợp cũng thuận lợi, không phải ai uống mỗi ngày đâu, thấy không? Cà phê Starbucks đã từng rất là đông khi mà tới Việt Nam xếp hàng, rồi sau này không có đông nữa. Starbucks tại Mỹ lúc nào cũng xếp hàng đấy. Mình vô mua cà phê, uống cà phê tại Starbucks thường xếp hàng. Bất cứ tiệm nào ở Mỹ cũng đông hết. Vô mua Starbucks thì chờ lâu hơn nửa tiếng mới đi được cà phê. Thì tình trạng gọi là đông như thế này của Trung Nguyên những ngày khai trương, anh nghĩ trong tương lai là sẽ tiếp tục như vậy không? Tôi nghĩ là sẽ giảm bớt, chứ không thể đâu đông nhiều. Sẽ giảm bớt hả? Đã quen dần rồi ha? Còn về công việc làm nữa, đâu có ai mà bỏ thời giờ nửa tiếng chờ uống cà phê rồi còn phải đi làm ngay, phải không? Có thể cuối tuần hoặc có thể chờ được, chứ từ thứ hai thứ sáu là hết bận hết rồi. Ban đầu vui vui là hả? À, đây ai cũng muốn tìm cái lạ, cũng cà phê. Đông lắm. Ok, rồi. Mình nhanh ra chụp cái hình đặng cô ra đi ha. Chùa. Rồi. Cảm ơn anh Ní Cúc. Anh sẽ còn trở lại đây không? À, còn hẹn bạn bè trở lại đây không? Đâu, lân loại hẹn tôi ra. Rồi, cảm ơn okay. Anh Ní. Đó là câu chuyện ngắn ngủi với lại nhiếp ảnh gia Nick Úc. Nhiếp ảnh gia gọi là legend, legendary photographer. Nhiếp ảnh gia huyền thoại ngồi trong quán cà phê, gọi là Trung Nguyên legend cũng là huyền thoại luôn. Cho nên là chúng ta có một cái câu chuyện rất là thú vị như vậy. Cảm ơn Nick rất nhiều. Hy vọng hẹn anh trở lại trong ở đây hoặc là ở Việt Nam hay bất cứ quán cà phê nào. Nhưng mà anh nên nhớ nha, cà phê Trung Nguyên chỉ là một trong nhiều quán ở Bonsa thôi. Cho nên đừng có mới nới cũ là anh còn phải đi vòng lại Gypsy rồi chỗ khác nữa, đúng không? Đúng rồi. Mỗi quán cà phê nó có một cái đặc điểm của nó, tùy theo tâm trạng, tùy theo bạn bè mà mình đi. Đúng rồi. Mình phải có bạn bè cái nào. Đúng. Đó, đó là câu chuyện cà phê Trung Nguyên với Ní Cúc ở Bonsa. Chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây. Mình tới đây mà không có bạn thôi, mình cũng đâu có tới chị. Dạ, đúng phải rồi. Không? Đúng. Bạn bè là cái chính. Cảm ơn Nick và hẹn gặp lại mọi người trong những câu chuyện sắp tới ở Bonsa. Phóng viên Nick Úc đang chụp những tấm ảnh để đời ở cà phê Trung Nguyên. Phố Bonsa là nổi tiếng rồi.